Hey, hello anh em nha. Hôm nay mình sẽ review cho anh em xem một con Shadow 150 nha. Xe còn mới tinh. Đó, xe nguyên zin. Rất là đẹp nha anh em. Máy dòng này anh em gầm cao nè, bánh lớn anh em đi rất là ok nha. Anh em đi xa đi về quê đồ đi rất là ok nha anh em. Đó, xe khá là đẹp luôn anh em. Xe nguyên zin hết từ đầu tới đuôi nha. Dưa lai một móng nào. Máy cực kỳ đỉnh luôn. Đó, anh em xem nha. Rồi, hello, xin chào tất cả toàn thể anh em một lần nữa để ghé trở lại và xem kênh YouTube của Tuấn Mô Tô. Mình giới thiệu kênh YouTube của Tuấn Mô Tô thì anh em bên mình là chuyên mua bán ha, tất cả các loại các dòng xe mô tô nha anh em, phần khối lớn, phần khối nhỏ đã qua sử dụng, và đặc biệt là những dòng xe lướt nha, những dòng xe phổ thông cho anh em mình dễ chơi. Đó, hôm nay thì bên mình sẽ review cho anh em xem một con xe Shadow 150. Con này là đời 2013, xe là nguyên zin nha. Xe này khá là đẹp luôn, từ đầu tới đuôi là nguyên zin nha anh em. Máy móc zin nha, máy dòng Honda Shadow này anh em đi rất là ok nha anh em. Nó máy dòng này cực kỳ hiếm ở thị trường anh em. Máy dòng này anh em đi rất là đỉnh luôn. Nó lợi xăng mà dòng Honda nữa, cực kỳ bền. Phụ tùng thay thế dễ ha. Bên mình có bán phụ tùng đầy đủ cho anh em mình thay thế luôn. Con này thì bên mình sẽ review lên và giới thiệu cho anh em bán cái giá gần Tết nè. Giá này là giá bên mình giảm giá cực sâu luôn. Và bên mình bao ship cho anh em toàn quốc luôn nha. Giá chỉ có 46 triệu thôi, 46 triệu anh em. Đó, giá này là bên mình giảm thêm 2 triệu nữa cho anh em luôn anh em. Mà bên mình thì bao ship luôn, tận nơi cho anh em mình luôn. Anh em nào mua thì liên lạc cho mình số điện thoại là 0369 669 659, hoặc anh em trực tiếp ghé thẳng lại địa chỉ cửa hàng bên mình là 262 đường Phan Anh nha, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Con này là Honda Shadow, kiểu dáng khá là đẹp luôn. Còn em được biết là vỏ trước vỏ sau ha, gài cực kỳ ok luôn, vỏ không rụt nha. Nhôm sinh địa mới, vỏ mới. Vỏ trước mới, vỏ sau mới luôn anh em. Nước sơn thì dán cây nguyên chiếc ha, màu đỏ nữa. Còn máy thì anh em khỏi bàn ha, máy zin, ốc tán vẫn còn mới, bảy màu, rất là đẹp. Đó, con này thì này mà anh em đi xa nè, anh em mua về anh em đi rất là lịch sự anh em. Anh em đi làm ha, đi làm việc nè, anh em đi xa, đi phượt nè, đi làm nè, đó, về quê nè, rất là ok luôn. Đó, vì con này kiểu dáng nó khá là đẹp luôn, lịch lãm anh em, kiểu dáng nó cực kỳ ok. Kiến hậu zin theo xe nha, kiến hậu zin theo xe. Đó, đồ đạc thì riêng hết anh em, nhìn đồ đạc rất là đẹp luôn. Máy thì cực kỳ đỉnh rồi anh em, máy móc anh em đề nhẹ nổ lắm. Đó, nổ máy rồi anh em chỉ cần bấm đề là nổ thôi. Mấy dòng này anh em mua về anh em đi, anh em không lo sợ hư nha, không lo sợ hư dọc đường ha. Anh em đi xa rất là ok luôn. Cực kỳ chuẩn mấy dòng này anh em. Đó, máy này, máy Honda mà máy Shadow nữa thì anh em hiểu rồi. Dòng Shadow là dòng đỉnh nhất của dòng Honda đó anh em. Đó, máy này cực kỳ đỉnh luôn. Anh em máy. Máy rất là ok. Anh em mua những dòng xe nào thì anh em biết, nhưng mà anh em mua những dòng xe bên cửa hàng Tuấn Mô Tô, bên cửa hàng mình là chuyên bán xe zin nha anh em, chuyên bán xe lướt ha, những dòng xe chính hãng, không bán những dòng xe độ xe chế nha. Những dòng xe mà máy mà kêu máy làm này làm kia bên mình không có chơi, những dòng xe độ xe này xe kia bên mình không chơi. Con này thì biển số thành phố luôn anh em, chính chủ ha. Vỏ nè, vỏ mới luôn anh em, vỏ mới luôn, nhôm sinh đĩa mới. À, nước sơn thì dán keo, máy móc nguyên zin, bô zin nổ rất là êm. Mấy dòng này anh em đi rất là lịch sự anh em. Anh em đi cà phê nè, anh em đi làm nè, đi con này vô tư luôn anh em. Nó không có gây ảnh hưởng cho ai hết. Mấy dòng này anh em đi rất là lịch lãm luôn, rất là ok anh em. Đó, anh em nào mua thì liên lạc cho bên mình nha. Bên mình là bao ship toàn quốc luôn anh em. Anh em mình ở xa thì bên mình có thể ship tận nơi cho anh em mình luôn. Đó, anh em mình để ý nha. Đó. Bên mình là chuyên bán ship đi các tỉnh anh em, như là Đà Lạt, Nha Trang, Vũng Tàu này, Bình Thuận này, Phan Thiết nè. Đồng Nai nè, Long Khánh nè, Bình Dương nè, rồi các tỉnh miền Tây thì bên mình sẽ chở tặng nơi cho anh em mình luôn. Anh em mình yên tâm. Gần Tết rồi anh em. Bên mình giảm giá xuống 2 triệu luôn cho anh em rồi đó, còn 46 triệu đó. Anh em mua thì nhanh tay nha. Chứ chặt con này ra thì con sau thì không bao giờ có giá rẻ như thế này đâu nghe anh em. Đó, giá này thì bên mình bán ra giá quê vốn luôn cuối năm anh em. Đó. Biển số thành phố luôn nha, chính chủ. Chứ chặt con này ra thì không có con nào giá rẻ hơn đâu anh em, khẳng định với anh em luôn, mà không có con nào mà ring mà đẹp như vậy luôn đâu anh em. Thì có bên mình bán ra cho anh em giá hữu nghị cho anh em cuối năm, để cho anh em nhiều anh em có xe anh em sử dụng thôi. Chứ còn mà xe đẹp như vậy đâu tìm đâu ra nữa anh em, không bao giờ ra nữa đâu mà ring như vậy luôn. Mà giá nó cực kỳ hợp lý luôn cho anh em. Xíu nữa em sẽ review giới thiệu cho anh em từng chi tiết con xe cho anh em xem, để anh em nào cũng thấy tin tưởng thì anh em liên lạc cho bên mình để chốt giá nha. Đây, xe bên mình thì bao đẹp luôn anh em. Đó, bao đẹp, bao VIP luôn. Em sẽ chạy thử con xe này luôn cho anh em mình xem nha. Để anh em mình có ý định mua tin tưởng thì anh em ghé địa chỉ cửa hàng bên mình để mình mua nha anh em. Rồi em sẽ quay từng chi tiết con xe cho anh em mình xem. Em sẽ test tiếng máy chạy thử cho anh em. Ok, máy mẫu này thì anh em ngồi tư thế anh em ngồi chạy rất là đã.
anh em lớn lớn tuổi hoặc thanh niên trung niên rồi đó, anh em đi mấy con này rất là lịch sự anh em. Nói chung mấy dòng này bên em bán rất là nhanh. Vừa rồi thì có con thì nó cũng bên mình bán nha cho khách đó. Lâu lâu bên mình có chương trình khuyến mãi vậy đó. Bán điên điên khùng khùng của anh em, bán lỗ cũng bán nữa đó, nên anh em nào cần mua thì liên lạc nha. Như chiếc vừa rồi màu đen đó, bên mình bán ra là giá lỗ luôn anh em, giá lỗ luôn đó. Con này hiện tại bên mình đang bán là 46 triệu anh em, anh em nào mua thì nhanh tay liên lạc nha. Giá này là cực kỳ rẻ rồi nha anh em, giá này là rẻ rồi, sao đâu giá này là dạ là giá rẻ rồi anh em, chứ anh em đừng có chờ giá rẻ hơn không có đâu nha, chờ hơn không có đâu đó. Nên thành ra thành thử mấy con xe đẹp đẹp mà mình cũng thấy cần mua thì nhanh tay liên lạc mua liền đây cho anh em, chứ bởi sao không có giá rẻ đâu đó. Mình chạy thử nha anh em, con này thì hộp số của nó là số móc nha, một trước 2 3 4 5 thì mình móc lên nha anh em. Trên đồng hồ này có ghi số bao nhiêu số đầy đủ cho anh em mình luôn, anh em mình mới tập chơi, anh em chưa biết chưa rành thì anh em đi số bao nhiêu nó báo cho này, số bao nhiêu cho này nhưng rất là dễ chạy nha. Đây nè, mấy con này anh em chạy rất là nhẹ nhàng nha, tư thế anh em ngồi mình chạy cực kỳ thoải mái luôn anh em. Đó, anh em đi xa mấy con này thì anh em không có lo bị lưng hoặc khó chịu nè, anh em không, mấy con này anh em chạy này, cực kỳ đỉnh luôn, không có lo là chạy ở mỏi lưng. Anh em đi xa Đà Lạt, Nha Trang, Vũng Tàu, Phan Thiết hoặc anh em đi về ngoài Bắc rồi, anh em đi mấy con này cực kỳ đỉnh luôn, rất là bền, cực kỳ lợi xăng. Phụ tùng thì bên mình có bán đầy đủ luôn, anh em nào cần mua phụ tùng xe thì bên mình có bán phụ tùng đầy đủ luôn cho anh em mình nha. Để anh em mình thay thế con này phục nhúng rất là êm anh em, nhúng thắng rồi rất là ok luôn đó, anh em mình để ý nha. Đó. Đó, nhìn ha, phục nhúng rất là êm, mấy con này anh em chạy rất là lịch sự, rất là lịch sự đó, anh em mình để ý nha anh em. Đó, anh em thấy không, xe lên ga nó rất là chắc, nó rất là đầm, nó rất là chắc chiếc xe đó, anh em mình để ý nha, chạy nó rất là chắc chiếc xe, chứ không có giống như những dòng xe khác chạy nó rời rạc anh em, chạy nó rời rạc. Còn xe này anh em chạy nó rất là chắc luôn, thắng rồi nó rất là chuẩn đó. Anh em nào mua thì liên lạc cho em, giá chỉ có 46 triệu thôi, bên mình bao ship tận nơi cho anh em mình luôn đó. Tết rồi đó, khuyên anh em là vậy, nếu như anh em nào cũng ý định mua xe đao ha, thích mấy dòng này thì anh em nên mua con xe này cho em, chứ còn ra không có xe đẹp mà giá rẻ như vậy đâu anh em. Lâu lâu bên mình điên điên bán phòng phòng bán giá rẻ cho anh em thôi, chứ còn thực chất không có giá rẻ hơn đâu. Nên anh em nào có ý muốn mua xe đao thì liên lạc cho mình, số điện thoại là 0369669659 nha, chốt giá. Hoặc anh em trực tiếp giá thẳng là địa chỉ cửa hàng bên mình là 262 đường Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh để chốt giá nha. Còn không thì số điện thoại bên mình có Zalo luôn á, anh em nào muốn tư vấn xe hoặc anh em muốn gửi hình ảnh thông tin xe thì bên mình sẽ gửi cho anh em, để anh em chốt giá thì bên mình ship luôn tận nơi cho anh em mình luôn. Đó, bên mình mua bán rất là uy tín anh em. Đó, những anh em nào mà mua xe bên cửa hàng mình rồi thì anh em mới hiểu được thôi, bên mình mua bán rất là uy tín, có sao nói vậy ha, rất là chắc chắn anh em, chứ không có tả xe bậy bạ ha. Xe bên mình review sao thì bên mình bán đúng chiếc xe, đúng xe review, đúng như lời nói của bên mình đó, nói ra cho anh em đó. Vì bên mình chuyên mấy dòng xe này nên thành ra bên mình mua mấy con xe này rất là đỉnh anh em, rất là ok anh em mình ý nè. Đây, xe như vậy là quá đẹp rồi, nhiều xe đao mà như con xe như vậy thì khó phải suy nghĩ, quá chất lượng. Đây anh em nhìn ha, về phần máy móc nè, nguyên rin hết cho anh em, nhìn rất là đẹp luôn, bình xăng con đồ rin hết, chưa mở ha, chưa mở chưa gì hết nè, nhìn rất là đẹp nha. Đó, máy móc rin nha, đồ có sâu tản nhiệt ha, rất là ok luôn anh em. Đây anh em ha, cực kỳ đã nha. Máy xe đao là máy 150. Con này thì máy số móc nha, số 1 trước 2 3 4 5 thì mình móc lên. Đó, máy dòng này cực kỳ đỉnh luôn anh em, nhìn cái dưới nè. Chưa có một cái rỉ nhớt gì luôn. Nhớt nhòi là không có một chí nào gọi là rỉ nhớt hết nha. Đó, mình mua rửa ráy rất là sạch sẽ, kiểm tra rất là kỹ để mình giới thiệu cho anh em. Nhông xin đĩa mới nè, vỏ mới luôn anh em. Đó, nhông xin đĩa mới mà vỏ mới nữa. Đó, anh em thấy ok không? Đó, rất là ok cho anh em mình đúng không? Nhâm sinh địa mới, vỏ mới, con này anh em mua về chỉ việc đi thôi, không cần làm thêm bất kỳ một cái gì không anh em. Đồ đạc xi nhanh, đồ ring hết, cản đồ ring hết, cản chống đổ rồi có đầy đủ luôn. Đây đồng hồ là nhìn ha, thắng đĩa này anh em nhìn ha, cực kỳ ok luôn anh em. Đó, kiến hậu ring theo xe, ổ khóa rồi nhìn rất là ok anh em. Đó, đúng không anh em, đi số bao nhiêu nó báo cho mình số bấy nhiêu trên này luôn, rất là đỉnh nha. Đây cầm nè, đó, rất là đẹp. Dán keo nha, bình xăng là dán keo nha anh em, bình xăng là còn dán keo. Đó, anh em thấy không, lái kèn đồ riêng theo xe hết, thấy đồ đạc này nhìn ha, rất là đẹp nha, đường điện đồ riêng hết nha anh em, ốc tán anh em nhìn ha, quá mới.
đèn đúc của đẹp sáng sạch sẽ. Đó, giỏ thì giỏ trước, giỏ sau, giỏ mới luôn, nhôm sinh địa mới luôn. Ok anh em, không sai, quá là tuyệt vời luôn. Anh em nào mua thì bên mình ship cho nha, ship tận nơi luôn cho anh em. À, anh em yên tâm. Này, anh em nào mua thì bên mình ship tận nơi luôn cho. Khá là đẹp anh em. Nhìn xe rất là sạch sẽ nha. Xe là không có té ngã chạy bể gì hết nha anh em. Đây, anh em kiểm tra nè. Xe là không có té ngã chạy bể gì hết. Xe đào, nếu như anh em tìm xe đào thì nên chọn xe này nha anh em. Nó quá mới luôn và quá đẹp. Xe đào mà như còn như vậy là quá tuyệt vời rồi. Đó, quá tuyệt vời rồi, chứ không có thể gieo vào đâu. Nó dán keo nè. Dán keo nguyên bình xăng luôn anh em. Anh em bị không thích thì lầu keo ra. Lâu ngày nó hơi bung bung cái keo này. Cái này thì dễ thôi, anh em thích thì lột ra, còn không thì cũng vậy là ok rồi. Dây ga, dây thắng, nhìn cực kỳ chuẩn. Bo-ring theo xe, máy móc cực kỳ đỉnh rồi. Mấy con này thì quá là tuyệt vời luôn. Đó, nên anh em nào có nhỏ ý muốn mua những dòng xe đao thì nên chọn con xe này. Nè, bánh trước, bánh sau. Vỏ thì vỏ không rụt ha. Vỏ không rụt, hấp tán rồi, nhìn khá là đẹp luôn. Đó, vỏ này thì anh em đi vô tư nha, không có lo về thay thế gì hết. Vỏ mới luôn anh em. Vỏ mới mà vỏ kiểu vỏ này chạy nhẹ xe rất là đẹp. Đồ đạc rất là ok anh em. Xứng trần nha, mới nha. Đó. Vô bọc của su riêng theo xe hết của nó. Phụ tùng thì bên mình có bán đầy đủ hết các dòng mô tô. Anh em nào cần mua phụ tùng mô tô thì bên mình có bán đầy đủ hết nha. Đó, anh em mình có cần test hả? Anh em có cần dọn xe mà không biết chỗ mua phụ tùng thì liên lạc cho bên mình. Bên mình có bán đầy đủ hết cho anh em. Xe ha, khá là đẹp luôn anh em. Đó, sạch sẽ lắm. Xăng rồi máy móc ha. Nhìn rất là ken. Đó, bình xăng. Nhìn rất là ken anh em. Máy nè. Nên nhìn ha, đã. Mấy dòng xe đao này cái phọc dán xe nó cao. Cao ráo anh em chạy nó sướng lắm, ra đường trường anh em chạy. Rất là ok luôn. Cái gầm nó cao anh em, bánh lớn á. Mà dòng này anh em những dòng này bên mình về ra dễ bán lắm, khách nó hầu như đa số tìm mấy dòng này khá là nhiều luôn. Nhiều anh em tìm mấy dòng này khá là nhiều. Vì đa số là mấy dòng này anh em chạy rất là bền. Cực kỳ lợi xăng nữa, mà dòng Honda nữa. Đó, Honda chính hãng luôn anh em. Đó. Hôm nay thì anh em ở tỉnh thì ở xa thì bên mình ship cho nha, bên mình ship cho yên tâm. Cái số đẹp anh em, này số thành phố luôn, chính chủ nha. Đó, anh em xi nhanh đồ riêng hết, cản đồ riêng nè, cản chống đổ là kiến hậu đồ, nhìn đầy đủ hết cho anh em, không thiếu món nào. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều, và hẹn gặp lại anh em video sau nè. Anh em nào cần mua những dòng xe nào thì anh em bấm đăng ký kênh nha, để cập nhật video bên mình. Vì bên mình còn cũng như rất là nhiều các dòng xe mô tô có giá cũng rất là hợp lý cho anh em, hai mấy triệu, mười mấy triệu, đủ thứ anh em, ba mấy, bốn mấy, năm mấy, tùy theo xe, sáu mấy triệu, tùy theo xe, tùy theo phiên bản xe. Anh em cứ việc đăng ký kênh bên cửa hàng mình và theo dõi để tìm những con xe nào hợp lý. Còn nếu như anh em nào mà tìm Shadow 150 đó, thì nên chọn con xe này, giá nó cũng rất là hợp lý cho mình luôn. Bên mình đang giảm giá cho anh em xuống 2 triệu nữa, còn 46 triệu. Đó, là bên mình bao ship tận nơi cho anh em mình luôn. Đó, anh em mình thấy ok không? Anh em thấy ok thì nhanh tay chốt giá con xe này. Chứ đặt con xe này ra thì bởi sao tìm xe mà đẹp như vậy, rãi như vậy không bao giờ có đâu anh em. Đó, khuyên anh em là vậy. Bên mình bán xe thì bên mình tư vấn rất là kỹ cho anh em. Đó, chứ còn mà muốn rẻ hơn không có đâu, khẳng định với anh em một câu là không bao giờ có xe rẻ hơn. Đó, anh em mình để ý nha. Này. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều và mình hẹn gặp lại anh em video sau.